sao bạch đồng sẽ giới thiệu với các bạn cách để chúng ta có thể tìm kiếm thấy sao bạch đồng garden hay sẽ gọi là cây xanh bạch đồng trên shopee thế chúng ta vào cái app của shopee trên điện thoại di động trong cái phần home trong ô tìm kiếm ta gõ vào cây xanh bạch Nông. gõ liền là mạch luôn sau đó nút tìm kiếm và chúng ta đã ra được cái tên shop là bạch đồng garden chúng ta sẽ nhấp vào để có thể mua sắm được đầy đủ hơn giao diện đầu tiên đó chính là cái thông tin về cái shop thông tin giới thiệu về shop bao gồm có hotline trang web liên hệ vân vân chúng ta có thể vào cái phần sản phẩm để có thể mua sắm các loại sản phẩm của shop sản phẩm shop chủ yếu đó là các cái sản phẩm về cây trồng cây dục và một số các sản phẩm thu hái từ các loại cây này đó, các bạn kéo lên có thể thấy rất nhiều loại sản phẩm có thể tìm kiếm theo danh mục hàng như các cái uh, nếu các bạn quan tâm thì xin mời các bạn bấm vào nút theo dõi hoặc nếu như bất kỳ thông tin cần để shop hỗ trợ hay một số giải đáp gì đó hoặc là một số cái vấn đề mà các bạn đang cần quan tâm các bạn thể nhấn vào ô chat phía trên góc phải màn hình shop sẽ trả lời và hỗ trợ các bạn xin cảm ơn và mong được gặp các bạn trên shopee xin chân thành và cảm ơn